Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây là chiếc iPhone XS Max của Apple. Thì đây là một cái chiếc điện thoại ra đời vào năm 2018 và hiện nay là 2019 rồi. Thì Apple nó đã ra một chiếc điện thoại mới, đó là iPhone 11 Pro Max. Hôm nay mình sẽ thực hiện thêm một clip nữa, một cái cách khác để các bạn có thể độ chiếc iPhone XS Max của các bạn thành iPhone 11 Pro Max nhá. Thì trong clip trước của mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách một cách độ khác của XS Max rồi, nhưng mà nó chỉ độ nguyên cái cụm camera này thôi, bằng cách là các bạn sẽ mua một cái miếng camera hình vuông như thế này và gắn lên. Thì nó, cái nhược điểm của nó là nó rất dày và nó nhìn nó không thật. Thì hiện nay trên thị trường nó đã bán một cái loại miếng dán lưng như thế này, bao gồm cả cụm camera 3 mắt như thế này luôn đó, rất là mỏng, rất là gọn và nhìn nó rất là thật đó. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái clip này để hướng dẫn các bạn cách dán cái miếng dán lưng này lên chiếc XS Max để có thể biến chiếc XS Max thành iPhone 11 Pro Max nhé. Về cái miếng dán lưng này thì các bạn có thể mua trên thị trường hiện nay rất là nhiều. Giá của nó thì dao động từ khoảng 80 đến 100 nghìn đồng thôi. Các bạn có thể lên các kênh bán online để đặt mua về và ship về tận nơi nhé. Ok. Bây giờ mình sẽ mở chiếc này ra. Mở cái miếng dán lưng này ra. Bên trong thì nó là một cái miếng nhựa dẻo rất là mềm như thế này. Nó sẽ có các màu tương thích với màu máy như là màu trắng, màu đen, màu xanh và màu vàng. Thì ở đây trên tay mình là XS Max phiên bản màu vàng, cho nên mình sẽ mua cái miếng dán lưng này màu vàng luôn. Đó. Mình sẽ đầu tiên thì các bạn sẽ lau sạch cái lưng của XS Max này đi. Đó. Và việc còn lại là chỉ là các bạn dán cái lưng lên là xong thôi, rất là dễ dàng. Việc dán cái lưng như thế này thì nó cũng không khó khăn gì cả, do cái miếng lưng này nó là một cái miếng kín, nhôm kín nhá, cho nên là nó sẽ không bị lộ bọt hay là không bị lộ những hạt bụi bên trong. Nếu bạn nào dán trong suốt thì mới cần phải lau sạch, lau kỹ. Tuy nhiên nếu mà dán cái miếng lưng nhôm như thế này thì bạn không cần phải lau kỹ lắm. Đó. Tiếp đến chúng ta có thể vệ sinh bằng cái khăn ướt nhé. Ở đây sẽ có một cái khăn ướt để các bạn vệ sinh. Thường nó sẽ được tặng kèm theo thiết bị luôn nhé. Khi các bạn mua những cái miếng dán lưng này nó sẽ được tặng kèm. Đó, đây là một cái khăn ướt, lau cho nó sẽ sạch hơn rất là nhiều. Ok, sau khi lau khăn ướt thì các bạn sẽ lau cho mình cái khăn khô nhé. Lau khăn khô để cho nó hút hết tất cả những cái nước trên màn hình lưng, trên mặt lưng này đi. Đó. Ok. Thực sự thao tác này rất là đơn giản thôi, nó cũng không có gì là khó khăn hay phức tạp cả. Các bạn có thể tự thực hiện được ở nhà khi các bạn mua online trên cái mua cái miếng dán lưng online này về và tự làm, tự thao tác toàn bộ ở nhà rất là dễ. Rồi, tiếp đến thì các bạn sẽ bóc cái miếng dán lưng này ở sau lưng cho mình. Trước hết thì ở các mắt này này, ba cái mắt này, nó sẽ có hai cái mắt chính là để các bạn tương ứng với hai cái mắt của camera, và ở giữa đây là cái đèn flash nhé, thì nó sẽ khoét một số những cái lỗ chấm li ti như thế này để các bạn có thể sử dụng được cái đèn flash nhé, không bị mất đèn flash khi các bạn dán kín cái camera này lên. Đó, bên cạnh thì nó sẽ là một cái camera giả nhé, và đèn flash giả cũng như là cái mic thu âm giả, tức là đều là giả hết, chỉ có hai cái mắt này là nhìn được xuống dưới và cái đèn flash hở ra để chúng ta có thể bật đèn flash, sử dụng đèn flash bình thường thôi. Ok, thì ở đây nó sẽ có một cái lớp giấy bảo vệ, chúng ta sẽ bóc cái lớp giấy này ra cho nó sẽ sáng camera hơn. Đó, nó sẽ có một cái lớp ni lông bảo vệ như thế này này. Đấy, các bạn sẽ bóc ba cái lớp ni lông này ra nhé. Đó, bóc ba lớp ni lông như thế. Ok, vậy là bóc xong ba lớp ni lông thì các bạn tiếp tục đến, các bạn sẽ bóc cái phần lưng này cho mình. Đó, bóc cái miếng lưng này ra như thế này. Rồi, sau đó các bạn sẽ đặt nó tương ứng với camera lên nhá. Tương ứng với cụm camera trước. Và ướm sao cho tất cả những cái phần khác của cái miếng lưng này nó sẽ vừa với máy của các bạn. Tránh trường hợp bị lệch thì nó sẽ xấu, rất là xấu nhá. Đó, ở đây thì nó phải khớp như thế này thì mới được. Rồi, các bạn lưu ý là các bạn đặt sao cho nó thật là khớp nhá, để khi các bạn dán vào nó sẽ nhìn như thật. Đó, các bạn sẽ ấn một chút để cho nó vào tất cả các khớp, vị trí sẽ vào thật là khít. Tiếp đến các bạn sẽ miết tay cho tất cả những cái viền này nó sẽ khít vào phần lưng của máy. Đó, các bạn sẽ miết tay. Miết tay tất cả những cái bọt khí ở bên trong nó sẽ trôi ra ngoài. Ok.
vuốt tiếp đến là vuốt cái phần camera này cho nó dính chặt hơn và chuẩn hơn nhé. Đó, ok, như vậy là mình đã vừa thực hiện dán miếng lưng lên, các bạn có thể nhìn thấy được nó rất là khít và gần như là nó giống 100%, không khác gì cả. Để combo được tốt hơn thì các bạn có thể sử dụng một cái ốp lưng. Đây, đây là một cái ốp lưng của rổ mắc. Bây giờ mình sẽ ốp cái chiếc ốp lưng này vào nhá. Các bạn có thể nhìn thấy này. Mình sẽ ốp sát mép bên trên trước cho nó có thể ôm trọn được cái phần miếng dán sau lưng. Đó, ok. Các bạn có thể nhìn thấy sau khi mình dán chiếc ốp lưng này vào, các bạn có thể nhìn thấy là cái vùng ô vuông này, cái vùng cụm camera này rất là khít, rất là khớp với so với ốp lưng của AS Max nhá. Đó, tuy nhiên thì có cái nút nguồn nó hơi lệch một chút này. Nút volume nó cũng sẽ hơi bị xuống một chút so với cái bản gốc, bởi vì Pro Max thì tất cả những cái nút nó sẽ bị dịch xuống một chút mà. Đó, các bạn có thể nhìn thấy được là nó không khác gì cả. Đây, đây là ốp lưng, chọn bộ combo dán lưng cộng ốp lưng. Đó, sau khi đã dán và sử dụng ốp xong như thế này rồi, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem là camera và flash nó sẽ có thể sử dụng được không nhá. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái camera trước. Đây, các bạn có thể nhìn thấy được camera bình thường không bị che lấp gì cả nhá. Camera 1 này, camera 2 đều ok. Đó. Cả hai camera đều không vấn đề gì hết. Các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta vẫn chụp ảnh, độ sắc nét vẫn như bình thường. Đó, vẫn lấy nét tốt. Về đèn flash thì sao? Bây giờ mình sẽ thoát ra mở đèn flash lên. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đèn flash rất là sáng, cũng không bị che khuất gì cả. Đó, rất là ok. Ok, thì trên đây là toàn bộ cái quá trình hướng dẫn các bạn dán cái miếng dán để độ iPhone XS Max thành iPhone 11 Pro Max. Nếu các bạn nào có những cái độ cách độ khác hay hơn tốt hơn thì có thể comment bên dưới để mình cùng nhau chia sẻ. Và nhớ vào playlist của mình để tham khảo thêm các clip mình hướng dẫn sử dụng những cái thiết bị khác cũng như là những cái thủ thuật khác nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.